Chào các bạn, như đã nói ở cái clip trước thì cái clip này mình sẽ hoàn thiện một cái chiếc PC để dành cho mọi người. Ok, cái clip trước thì mình cũng đã mua được của bạn Hoàng Gia Bảo với cái giá là 500.000. Một cái combo PC bao gồm là main này, CPU này, rồi fan CPU này, rồi gì nữa nguồn này và SD. Không có card hình rời, không có RAM và cũng chả có vỏ vậy nhá. Thì cái clip này thì mình sẽ vào kho mình lấy một cái vỏ, mình sẽ chọn một cái vỏ gaming một chút này. Tiếp theo là mình sẽ tháo hai con RAM ở một cái cây mà mình đã mua được với giá là 500.000. Thì cái hai cái RAM đấy là mỗi con 4GB, tổng là 8GB. Rồi mình lại tháo một cái cây nữa, mình lấy cái con card hình rời. Thì con card hình rời này là con GT730 2GB các bạn nhé. Đủ tất cả các cái linh kiện rồi thì mình vào mình lắp cái combo để mình test trước khi mình lắp vào cái vỏ ấy. Thì mình lại thấy một cái vấn đề, đó là cái fan của cái card hình rời nó lại không quay các bạn ạ. Chúng ta bật máy nó lên hình nhưng mà nó không quay. Chúng ta phải lấy tay chúng ta mồi thì nó mới chạy. Nhưng mà khi nó chạy thì nó lại kêu. Nó cứ kêu sọc 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 ấy. Đây các bạn, cho bạn nghe. Đúng không? Nó cứ kêu sọc sọc sọc. Thì với cái trường hợp này thì mình sẽ tháo cái fan ra để chúng ta xử lý các bạn nhé. Bởi vì là nếu mà chúng ta mà có cái fan khác chúng ta thay vào cũng nói. Còn đây là chúng ta, mình cũng hỏi rồi, mấy bên nó không có cái fan này thì thôi, mình sẽ xử lý cái fan này để cho các bạn. Xử lý cái này thì đơn giản thôi, các bạn tháo ra, sau đó là các bạn ra ngoài cái quán đồ điện ấy, các bạn mua cái lọ gì nhỉ, cái lọ dầu máy khâu ấy, hỏi họ lọ dầu máy khâu ấy, thì họ đưa cho cái lọ dầu máy khâu rẻ thôi. Cái lọ này nó chỉ khoảng tầm 10.000 thôi, mình mua có 12.000 à. Sau đó mình mang về thì mình vệ sinh cái quạt, vệ sinh bụi đi, rồi các bạn nếu mà có cái lọ RP7 ấy thì các bạn xịt vào để các bạn vệ sinh ngoài, rồi vệ sinh trong để cho nó sạch cái mạch với quạt đi. Tiếp theo nữa là các bạn xé cái giấy ở bên mặt dưới của cái fan ấy, thì nó sẽ có một cái lỗ ở cái trục ấy. Các bạn giỏ cái dầu máy khâu vào đấy, sau đó các bạn quay để cho nó ngấm cái dầu, kiểu như là nó luồn được cái dầu máy khâu ấy vào cái trục đấy. Các bạn cứ làm một lúc thì là cái trục nó sẽ rất là trơn tru và nó không tính kêu sọc sọc nữa. Sau khi mình xong rồi thì chúng ta lắp lại thôi. Thì tiện cái việc mà chúng ta tháo cái fan ra thì mình tháo luôn cái tản nhiệt của cái card hình rời và mình bôi keo cho nó nhé. Mình thấy là nó cũng khô rồi nên là mình sẽ bôi keo cho nó. Sau khi bôi keo xong thì chúng ta lắp lại và mình sẽ bật thử thì các bạn có thể nhìn thấy này, quạt quay luôn đúng không, nó không còn cái tình trạng là nó không quay nữa và phải môi nữa mà nó quay luôn. Và các bạn nhìn thấy cái tốc độ của nó cũng khá là trơn tru, nó không còn sọc sọc nữa rồi. Ok, và tiếp theo nữa thì cái fan tản nhiệt của cái CPU ấy thì mình thấy cũng cũ, và thứ hai là nó quay cũng không còn được đều nữa ấy. Nên là mình quyết định là mình cũng lấy một cái fan khác để mình lắp vào cho nó. Cái fan này thì mình nhiều lắm nên là mình lắp một cái fan khác vào. Sau khi lắp xong thì cái combo này mình thấy là cũng tương đối hoàn chỉnh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo, đó là phần lắp vào một cái vỏ cây. Ok. Còn một cái vấn đề nữa trong clip này, đó là cái combo này của bạn ấy nó không có cái chặn main các bạn nhé. Và mình cũng đã tìm được một cái chặn main hợp với nó đây rồi. Cái chặn main nó sẽ như thế này các bạn này. Đấy, nó sẽ lắp fit như thế này, trông nó mới trực quan. Chứ còn nếu mà các bạn lắp cây mà nó không có cái này thì trông nó rất là mất thẩm mỹ nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lắp vào đây.
các bạn. Như vậy là đã xong một cái cây rồi đấy. Cũng rất là nhanh đúng không? Chỉ có vài phút là bạn có thể lắp xong cái cây thôi. Đấy là bây giờ mình sẽ lắp thử nhá, cắm thử nhá. Bật máy này. Bật máy này không chạy các bạn. Bật máy nó lại không quay các bạn ạ. Mặc dù là mình thấy điện vào rồi này. Ok, cái này để mình kiểm tra xem là có phải do cái nút này không. Sợ do cái nút này. Mình sẽ chuyển đổi cái dây restart nhá, lên nhá. Chúng ta sẽ không ấn nút này nữa, mà chúng ta sẽ ấn nút restart. Nút restart đây. Ấn nút này. Rồi. Vậy là cái nút power của cái vỏ này có vấn đề các bạn ạ. Cái nút power của vấn đề. Đây là đây này, bật phát lên luôn rồi các bạn này. Ok, đây mình xem nào. Thế thì cái nút này nó đang bị có thể là bị đứt dây, hoặc là cái nút này nó đang bị kiểu như là cũng nó bị oxy hóa ấy. Nên là nó không nhận cái nút này. Cắm cái jack power vào thì không được các bạn. Mình phải chuyển dây restart ra cái nút restart này này thì sẽ sử dụng được bình thường đây. Ok. Rồi. Thì cái chiếc PC này xong rồi các bạn nhé. Việc tiếp theo của mình đó là mình sẽ cài game vào cái chiếc PC này. Sau đó mình sẽ test game cho các bạn. Nhưng mà bây giờ mà hôm nay là mấy giờ? Bây giờ là 4 giờ 43 phút rồi. Ngày mùng 1 tháng 7. Thì bây giờ mình sẽ không kịp để mình test game luôn cho các bạn trong ngày hôm nay đâu. Nên là mình sẽ để cái phần test game mình sẽ đăng ở bên kênh Đặt Đỉnh nhá. Còn cái clip này bây giờ thì chúng ta sẽ dành phần quà này cho mọi người. Ok. Thế thì chúng ta sẽ có cái thẻ lệ để chúng ta tham gia như là những cái kênh khác của mình đúng không? Cụ thể đơn giản như này, nếu bạn nào muốn tham gia nhận cái chiếc PC này, các bạn chỉ việc bình luận xuống clip này một số trong khoảng từ 2.000 đến 4.000. Trong khoảng từ 2.000 đến 4.000 các bạn thích số nào thì các bạn bình luận xuống cái clip này nhá. Cái gì nữa nhỉ? Và tiếp theo nữa là bình luận thì không được sửa này. Rồi vào ngày hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 thì vào 30 tháng 7 hoặc là 29 tháng 7 đi thì mình sẽ live stream ở bên kênh Đạt Đủng Đỉnh Tặng Quà. Và chúng ta sẽ vào trang random.org để chúng ta quay một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 2.000 đến 4.000. Nếu mà cái số đó nó ra một số ngẫu nhiên, bạn nào mà hôm nay comment hoặc là mấy hôm comment ấy mà nó đúng cái số đấy thì bạn ấy sẽ là người trúng thưởng thôi. Nhiều bạn cùng đoán đúng cái số đấy thì chúng ta sẽ quay giữa những bạn đấy để tìm ra bạn duy nhất trúng cái chiếc PC này. Tóm lại là trên những cái kênh YouTube của mình nó có rất nhiều các phần quà, bởi vì cái tiêu chí của mình là mua những cái đồ rẻ, sau đó mình làm thành những cái chiếc PC có thể sử dụng được rồi chia sẻ để mọi người cùng trải nghiệm và chiên các bạn luôn trên những kênh YouTube mình. Ok, bây giờ các bạn tham gia chơi đi các bạn nhé. Các bạn có thêm chia sẻ các bạn cứ comment xuống dưới, còn comment số chơi thì cứ một nick YouTube các bạn comment một lần nhé. Ok, chào các bạn và chúc các bạn sẽ nhận được nhiều phần quà trên những kênh YouTube của mình. Bye bye.